Xin chào các bạn, thì cũng có nhiều bạn hỏi nhất là làm sao mình có thể thực hiện được cái đòn đá cao, đá vô cái phần trên đầu á, thì gây sát thương rất là cao và cũng đòi hỏi cái độ dẻo của cơ thể mình. Bên cạnh đó là một đòn nữa là đòn gối bay, thì trong Muay Thái đòn gối bay là cái đòn giống như là cái tuyệt chiêu cuối cùng á, để giúp cho mình toàn diện hơn đó. Thì để trả lời cái câu hỏi đầu tiên của cái bạn về cái phần mà mình đá cao á, thì đòi hỏi cái độ dẻo của mình cũng như là cái độ sọt chân của mình đó. Thì các bạn tập từ nhỏ lớn đó, thì các bạn sẽ làm rất là dẻo, nhưng những bạn lớn thì chắc chắn mình sẽ làm nó khó khăn rồi đó. Thì Nhất Sơn sẽ hỗ trợ cho các bạn trong cái phần mà mình tập để giúp cho cái đôi chân của mình dẻo ra và mình sẽ đá cao được. Thì ở cái phần đầu tiên, những bạn mà không thể nào sọt được đó, thì mình vẫn sẽ ngồi xuống ha, vẫn sẽ ngồi xuống cho dù các bạn hết cỡ là bao nhiêu ra đi ha. Thì mình, mỗi ngày mình sẽ để hai cái phần tay của mình đó, sau đó mình gạt cái chân mình ra đó, mình sẽ lắng tới từ từ ha. Mỗi ngày mình lắng tới, khi mình lớn á, mình làm á, thì nó sẽ rất là bị căng, cái phần cơ háng của mình sẽ rất là đau, nhưng mà mình làm mỗi ngày thì từ từ nó sẽ giãn mà dẻo ra ha. Đó thì các bạn nhớ nha, từ đây đúng không, cái chân mình ngồi xuống rồi, thế mình sẽ để hai tay đây để mình nhích tới. Mình nhớ là cái đầu gối mình cứ thẳng nha, cái đầu gối thẳng, sau đó mình đẩy hai tay sau tới, đẩy tới từ từ, đó thì mình cố gắng mình tập, mình ép cái người mình xuống, ép cái người xuống ha, đó mình ép từ từ ha. Đó. Khi mà các bạn cảm thấy đau rồi mình nên dừng lại để mình giữ trạng thái đó cho nó dẻo ra ha. Còn các bạn nào mình làm quen thì mình ép xuống, ép cái người mình xuống, ép sâu xuống ha. Đó thì lúc đó cái chân của mình sẽ giãn ra, thì mình thực hiện cái đòn đá cao nó rất là tốt. Còn những bạn nào mà mình không có cái vật dụng nhiều thì mình có thể sử dụng vào trong cái ghế hoặc là vách tường đó. Thì mình sẽ sử dụng cái phần này để mình đẩy sát vô để cái chân của mình co giãn ra ha. Mình có thể tập trong vách tường hoặc là như thế nào đó để cái chân của mình giãn ra đó. Thì là nhất hướng dẫn cho các bạn trong cái phần mà mình làm cho nó dẻo cái phần cơ háng ra. Còn sau đây thì chúng ta sẽ đi sâu vào trong cái phần mà mình sẽ tập thực hiện cái đòn đá cao này đó. Thì đầu tiên để tập được á, thì mình phải cần một cái điểm tựa ha, cái điểm tựa để mình dịn ha, mình dịn, sau đó thì mình sẽ co chân lên, cái phần chân lên để cái khớp háng của mình sẽ dẻo ra ha. Đó thì mình, sau đó mình sẽ nghiêng người. Đó, mình nghiêng người thì lúc này mà các bạn sẽ thấy cái phần chân của mình nó sẽ cao hơn một xíu. Đó, lúc này mình sẽ sử dụng cái phần gối của mình để mình bung cái đòn đá. Đó, mình sẽ bung chậm. Đó, bung chậm từ từ. Đó, các bạn cứ bung từ từ. Đó. Đó, thì cái phần hông của các bạn nó sẽ dẻo lên từ từ. Ha. Mới đầu thì chắc chắn là nó sẽ bị căng cơ rất là khó chịu. Đó, khi mà căng cơ thì các bạn sẽ xoay. Đây, hàng của mình. Ha, xoay tới. Và xoay lui. Đó. Sau đó thì mình tiếp tục ha. Đó. Khi mình quen rồi thì mình sẽ thả tay ra từ từ ha. Mình sử dụng một tay. Đó. Ha. Đó. Xong rồi khi nào mình quen rồi á, thì mình sẽ tập đứng trên tư thế thủ. Mình đá thì mình sẽ kéo về tư thế thủ ha, chân phải. Mình đá xong mình buông một đường gối, kéo về tư thế thủ. Đó, lúc đó cái chân của mình sẽ ngang như cái tầm đầu. Ha. Đó. Đó, mình làm chậm ha, chậm nâng cái đầu gối lên, bung ra, kéo về ha. Tương tự bên trái, nhẹ đôi chân, nâng cái đầu gối lên, bung ra, kéo về ha. Bắp đó. Quan trọng là mình giữ được cái thăng bằng ha. Đó, còn cái phần nữa thì ví dụ mình phải ép cái người của mình gác chân lên một cái điểm ngang này đó, mình sẽ ép để cái người của mình dẻo xuống ha. Dẻo xuống. Nói chung là cái phần đá cao thì đòi hỏi cái khớp háng cũng như là cái hông của bạn nó thật dẻo, thì mình sẽ tập những cái bài hỗ trợ như vậy, đó là giúp cho bạn phần đá cao. À, còn sau đây thì mình sẽ tập một cái phần nữa là đòn gối bay. À, gối bay là một cái kỹ thuật mà mình sẽ sử dụng khi mà địch thủ đang mệt hoặc là địch thủ bị mệt, bị bất ngờ, bị dính đòn rồi, thì mình sử dụng cái đòn gối bay để mình kết thúc. Thì cái kỹ thuật đầu tiên ở trong tư thế thủ ha, đầu tiên mình sẽ đánh gối bay chân trái trước, một
chân phải mình sẽ lấy cái đà lên, mình co lên ha. Hai thì mình sẽ tung cái chân phải xuống, thì lúc đó mình sẽ đánh cái gối của chân trái lên đó, lúc như các bạn nhảy cò cò. Ba là mình trở về tư thế thủ. Quan sát lại ha, một hai ba thủ đó. Đó là cái kỹ thuật cơ bản ha, các bạn quan sát lần nữa. Đây là gối đầu gối bay chân trái ha, một chân phải ăn co, hai chân trái đánh, ba mình thủ. Tương tự với lại chân phải, một chân trái mình co lên, hai chân phải mình đánh, ba giữ thế thủ. Quan sát, một hai ba đó là kỹ thuật mình đứng tại chỗ. Còn khi các bạn thực hiện á thì mình sẽ kết hợp chung với những cái bước chân của mình, thì mình sẽ đứng được cái đầu gối bay này ha. Ví dụ khi mình quen rồi mình sẽ tập, ví dụ các bạn muốn đứng gối bay chân phải thì cái chân trái của mình là cái chân mà mình bay trên không ha. Muốn quýnh gối bay chân phải mà lấy đà dài thì cái chân trái mình sẽ là chân không, để cái chân phải mình đánh thì cái chân phải sẽ là chân nhậm nhảy, thì chân nào đánh thì chân nó sẽ nhậm nhảy. Quan sát ha, một hai ba là nhậm nhảy ha, bốn là mình co lên, năm đánh ha. Đó, các bạn quan sát là chậm ha, đủ một hai ba là nhậm, bốn là co, năm đánh. Rồi bây giờ nhắc sẽ thực hiện nhanh cho các bạn coi ha. Đó, cái gối của mình nó sẽ phóng lên trước như vậy. Lúc các bạn dậm nhảy á, thì cái gối sẽ phóng lên trước. Quan sát là lấy đà. Đó, không, mình sẽ lấy đà như vậy để cái đà mình đẩm xuống là cái chân mình co lên thì mình sẽ đánh được ha. Đó, là đầu gối bay ha. Thì chân phải cũng như chân trái thôi, thì cái chân nào mà dậm đà thì cái chân đó là chân thực hiện đầu gối. Còn chân còn lại là chân bay lên không, chân bay lên ha. Đó là những kỹ thuật của đòn đá cao cũng như là đòn gối bay. Thì chúc cho các bạn sẽ tập luyện thật tốt để có thể làm và thực hiện thuần thục nhuần nhuyễn động tác đá cao cũng như là động tác gối bay. Chúc cho các bạn thành công. Hãy luôn theo dõi nhé và nhấn like cũng như là chia sẻ những clip nhé, để nhất sẽ có những clip mới hơn, những bài tập tốt hơn cho các bạn.